Xin chào bạn học sinh và chị huynh, thầy giáo là Nguyễn Thành Long. Hôm nay thì thầy sẽ xây dựng một cái series bài giảng mới, đó là thầy sẽ giải đáp các cái bài tập dành cho học sinh của chúng ta từ lớp 3 đến lớp 12. Thì đây là cái ý tưởng mà thầy xây dựng, thầy có được trong cái quá trình bạn một học sinh học 3 của thầy, đó là bạn Trung Hoàng học lớp 5 của thầy. Bạn ấy nhờ thầy hướng dẫn các cái bài tập. Thì thầy có nghĩ ra cái ý tưởng đó là thầy sẽ quay các cái bài tập giải đáp như này và đưa lên trên YouTube, được chưa? Ở đây thì chúng ta sẽ có một quy luật như sau. Cái chương trình của chúng ta đó là giải đáp toán, được chưa? Thì thầy sẽ có cái tên đó là Vina Study Math, là năm là lớp 5, 01 tức là số thứ nhất. Tức là ở trong cái bài giảng như này, video này thì thầy mỗi một video nó là một bài. Vậy thì thầy sẽ đưa lên các danh sách phát ở trên YouTube kênh của vinastudy.vn trường trực tuyến lên cấp. Thì anh chị Minh và con là nhớ đăng ký kênh để nhận được các cái video mới, được chưa? Thì chúng ta có thể tìm theo tương tự như thế thì sẽ có các cái series của bài lớp 4, lớp 3, lớp 6, lớp 7, lớp 8. Để trận ngữ lớp 6 sẽ là 601, lớp 8 sẽ là 801, 802, 803. Thì đó là cái cấu trúc mà thầy xây dựng lên để khi mà các con tìm kiếm lại các cái bài giảng, các cái lời giảng như thế thì nó dễ hơn. Và đặc biệt ở đây đó là thầy chỉ tập trung vào hướng dẫn những cái bài mà các con hỏi thầy. Bởi vì những cái bài hỏi là những cái bài khó và những bài hay, thì sẽ lọc ra những cái bài hay để mà phân tích. Không những là học sinh học trực tiếp của thầy ở Hà Nội, học sinh học online của thầy trên vinastudy.vn, và những bạn chúng ta chưa học, chưa biết cái hình thức học của thầy, chưa biết đến các cái gói học của thầy, thì chúng ta vẫn có thể tham khảo được, được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào bài đầu tiên nào. Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, được chưa? Tức là số ABC. Biết rằng khi xóa đi chữ số hàng trăm, tức là xóa đi chữ số A, thì chúng ta sẽ có, tức là số đó giảm 7 lần, tức là ta sẽ có là số ABC nó bằng 7 nhân với lại là BC, được chưa? Vậy thì trong cái bài này chúng ta sẽ có giải như sau. Ta có này, ABC ở đây nó sẽ là bằng 7 nhân với BC, đúng nào? Vậy thì chúng ta sử dụng các đầu số nhé. Thầy sẽ phân tích một chút như sau. Thầy sẽ phân tích này, ta có là ABC của chúng ta thì nó sẽ là bằng bao nhiêu? ABC ở đây thì nó sẽ là bằng này, nó bằng A nhân với 100 cộng với BC, đúng không ạ? Ok, vậy thì ở đây nó sẽ là bằng A nhân với 100 này, cộng BC nhé, bằng 7 nhân với BC. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được cái gì các con? Chúng ta sẽ có được đó là A nhân với 100 nó sẽ bằng 6 nhân với BC. Hay là lúc này A nhân với 50 nó sẽ là bằng 3 nhân với BC, đúng không? Thì đến đây là đa phần các con sẽ gặp khó khăn trong cái quá trình chúng ta giải quyết bài tập, đúng nào? Vậy thì chúng ta sẽ có nhận xét như sau. Ta có do là 3 nhân với BC của chúng ta chia hết cho 3, đúng nào? Cái số này của chúng ta chia hết cho 3 thì rõ ràng hai này nó bằng nhau, thì 50 nhân A nó cũng phải chia cho 3, được chưa nào? Nên 50 nhân với A nó phải chia hết cho 3. Mà rõ ràng ở đây 50 thì nó không chia hết cho 3, cho nên chúng ta sẽ có được đó là A chia cho 3. A có thể bằng 6, bằng 3, bằng 6 hoặc là bằng 9 nhá. Vậy thì trường hợp 1, A bằng 3. A bằng 3 chúng ta thấy vào đây, tức là 3 nhân với 50 bằng 3 nhân với BC. Suy ra BC của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 50. Và ta sẽ có cái số ABC ở đây nó sẽ là bằng 350. Trường hợp 2 ở đây đó là gì? Trường hợp 2 ở đây đó là ta sẽ có là A của chúng ta ở đây là bằng 6. A bằng 6 ta sẽ có là 6 nhân với 50 nó bằng 3 nhân với BC. Thì rõ ràng ở đây BC bằng bao nhiêu? BC bằng 100. BC bằng 100 loại ngay, được chưa? Các bài toán này thì nó sẽ thuộc vào cái dạng bài tập về cấu tạo số. Bài tập về cấu tạo số thì nó đòi hỏi yêu cầu là các con sẽ phải phân tích, nắm rõ được cái vấn đề phân tích về cấu tạo số, được chưa? Nó sẽ có trong các cái chương trình học online của thầy trong chính lớp 4, lớp 5. Vậy thì với A bằng 6 thì BC bằng 100 loại, vì sao? Vì BC là một số có hai chữ số mà 100 nó lại là số có ba chữ số, đúng không ạ? Vậy thì khi BC bằng 6 loại rồi chúng ta không cần xét đến A bằng 9 nữa. Sorry, khi A bằng 6 là loại rồi thì chúng ta không cần xét đến A bằng 9 nữa, được chưa nào?
Vậy chúng ta sẽ có kết luận đó là ABC nó sẽ là bằng bao nhiêu? ABC nó sẽ là bằng 3/10. Được chưa? Ok nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong các cái Minasimet 502 của chúng ta. Ở trong bài tiếp theo thì chúng ta sẽ có một số các bài tập về cấp độ số nữa. Thế nào? Các bạn nhớ đăng ký kênh nhá để chúng ta nhận được các cái bài hỗ trợ hướng dẫn mới nhất. Và những bạn nào chúng ta có các cái lời giải và các cái bài tập cần hỗ trợ thì thầy sẽ có cái nhóm Facebook kín, tức là dành riêng cho các bạn học sinh đã đăng ký khóa học thì mới được vào. Còn những bạn nào mà chưa vào nhóm thì có thể là gửi email cho thầy qua cái email là longnt@vinastudy.vn. Lưu ý trong cái vấn đề thầy hỗ trợ giải bài tập đó là thầy không hướng dẫn để cho con check vào trong vở. Lý do thứ nhất đó là cái việc mà chúng ta check vào trong vở như thế thì nó sẽ sinh ra cái việc là thụ động, các con không suy nghĩ trước khi chúng ta giải quyết một bài toán nào đấy. Lý do thứ hai đó là khi mà giáo viên, rõ ràng bây giờ giáo viên giao bài tập cho con, lúc nào các con không làm được các con nhờ thầy hướng dẫn, sau đó thầy hướng dẫn xong các con chép vào trong vở, thì rõ ràng rằng là các con chép, tức là thầy giúp các con chép hộ ấy, thì giáo viên sẽ đánh giá sai năng lực của các con. Thì đó là một cái điều rất là quan trọng, rất là nghiêm trọng trong cái vấn đề đánh giá năng lực học sinh. Cho nên nếu như không làm được thì chúng ta sẽ trao đổi với lại với giáo viên rằng là những bài này bài kia con làm được, bài này bài kia con nhờ sự hướng dẫn, đúng nào? Và trong cái quá trình thì hướng dẫn là thầy sẽ phân tích cho con hiểu, chứ thầy sẽ không làm để cho không chép hộ, tức là không làm để cho con chép vào trong vở một cách thụ động, được chưa? Đó là những cái gì mà thầy cho chúng ta sẽ trao đổi với nhau cụ thể ngay từ những cái buổi làm việc đầu tiên, được chưa nào? Ok, thầy xin chào các bạn nhé.